chương trình Vần Trăng Cổ Nhạc lần thứ 237, Gala Chuông Vàng Vọng Cổ 2023. Cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2023 đã bắt đầu đầy hứng khởi. Với mong muốn tìm ra những giọng ca mới xuất sắc, hòa mình trong không khí ấy, chương trình Vần Trăng Cổ Nhạc lần thứ 237 sẽ là nơi hội tụ của các nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ. Hy vọng sẽ mang đến những tiết mục vô cùng hấp dẫn. Chương trình được truyền hình truyền tiếp vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem Vần Trăng Cổ Nhạc, nơi tôn vinh loại hình nghệ thuật đặc trưng Nam Bộ.